Tôi là Khuê, là một người duy mỹ. Tôi thích đi du lịch một mình để săn tìm những cái đẹp. Tôi không phải là nhiếp ảnh gia, mà chỉ đơn giản là người thích lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống. Tôi cũng không phải là họa sĩ, nhưng mà tôi thích vẽ. Vẽ tức là họa lại một lần nữa những khoảnh khắc thú vị của cuộc đời mình. Chính thói quen và sở thích thú vị này của tôi, nó đã dẫn tôi đến một vụ án từ ký ức quá khứ mà giới khoa học thường gọi hiện tượng này là déjà vu, tức là sống lại quá khứ hay ký ức ảo giác. Ủa, em có phải là Cúc không? Ủa, anh Nam hả? Ừ, đúng rồi. Ủa, mà em đến đây hồi nào vậy? Em mới tới hôm qua thôi. Anh giới thiệu với em, đây là vợ của anh. Đây là bạn cũ của anh. Chào Cúc, mình là Ngọc Mai. Chào Mai. Lâu lắm rồi, chúng ta không gặp lại nhau, phải không Cúc? Lâu lắm rồi, chúng ta không gặp lại nhau, phải không Cúc? Chính vì vậy, biết đâu là sẽ xảy ra chuyện ly kỳ nào thì sao? À, vợ chồng mình á tính đi dạo ở bờ sông, Cúc có muốn đi cùng không? À, Cúc vừa xem thấy có một cây cầu tên là Tử Thần, nên bây giờ Cúc muốn đi thử. Cầu Tử Thần? Đúng, nghe nói là ở đó có nhiều chuyện ly kỳ lắm á. Vậy thôi, anh chúc em có kỳ nghỉ vui vẻ. Hai người cũng vậy nha. Xin phép anh. Câu chuyện này và cả những lời thoại, sao mình cứ có cảm giác rất là quen thuộc, hình như người chồng và cả cô gái đó nhất định là mình đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Anh là ai? Tôi là ai cô không cần biết. Cô là họa sĩ à? Tôi không phải là họa sĩ. Tôi chỉ là một người thích chụp phong cảnh và vẽ lại chúng thôi. Quả thật là thú vị. Tất nhiên. Đến giờ phút này, em vẫn không thể tin được là anh lại cưới em. Anh đang cứu mặt em này, bằng xương bằng thịt, mà em vẫn chưa tin sao? Nhưng em là một cô gái mồ côi, lại từng mắc bệnh trầm cảm nữa. Anh không sợ em sao? Không, anh không sợ em đâu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong cuốn sách này có một câu em rất thích. Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Từ cuốn sách này chúng ta yêu nhau phải không em? Và từ cuốn sách này chúng ta yêu nhau phải không? Cô,
Dù gì cũng chẳng cần cái số tiền lẻ này nữa. Đúng vậy, tới đây sẽ không có cơ hội dùng nó nữa rồi. Nơi này thoáng mát quá em ha. Dạ. Em, cái lọ gì tên kia? Anh nghe nói là các đôi tình nhân hay đến nơi này để cầu nguyện cho tình yêu của họ. Hy vọng rằng sẽ may mắn cho anh và em. Hay anh mở ra coi thử đi. Ngày mai, ngày tử thần. Người đàn ông đó, cô gái đó, và cả những lời nói kinh dị đó. Có một cây cầu tên là tử thần. Không đúng, mình không thể nào lầm lẫn được. Đây rõ ràng là sự thật, chứ không phải là ảo giác. Mình không hề bị mộng mị, nhưng chắc cũng đâu có bị điên ha. Hình như câu chuyện này có liên quan đến một tấm hình mà mình đã chụp trong quá khứ thì phải. Đúng rồi, hy vọng là mình chưa xóa nó đi. Chính xác, mình không hề sai. Đây đúng là một câu chuyện liên quan đến cái chết của một cô gái. Cuốn sách này anh tặng em đã đọc xong chưa? Ừ, em đọc được một vài trang đầu rồi, cũng khá là hay anh à. Ủa Linh, vào đây em. Kìa, em vẫn còn ở đây sao? Mà khi nào em về lại thành phố? Dạ, 4 giờ chiều nay em mới ra sân bay lận. Ừ, vậy là cùng giờ bay với bọn mình đó. Ủa vậy hả? Nhưng mà anh Quy với lại chị Quyền đi tuần trăng mật mà, sao về sớm vậy? Tụi anh chưa về đâu, định ra Phú Quốc du lịch tiếp. Anh chị đúng là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế giới luôn á nha. Ganh tị quá à. Ừ, cảm ơn em nha Linh. Chị nghĩ là một cô gái xinh đẹp và dễ thương như em, thế nào cũng sớm tìm được một người đàn ông đi với mình đến khắp thế gian thôi. Đúng không anh Huy? Em cũng đang chờ người đó. Bọn anh định ra dạo bờ hồ, em cứ đi không? Thôi anh chị cứ đi đi, em muốn ra cây cầu đỏ xem một chút. Mà cây cầu có cái gì mà em mê dữ vậy? Có xác chết đó. Thôi em đùa đó, làm cái gì mà hai người căng thẳng quá vậy. Thôi hẹn hai người chiều nay ở sân bay nha, em đi đây. Ok em, có gì chiều gặp lại, nhưng mà địa điểm này nha. Dạ, chào em, bye bye chị. Có vẻ như quan cảnh ở đây cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Ô, là cặp vợ chồng son mà khi nãy mình vừa gặp ở quán nước mình khách sạn kia.
Cô về rồi đó. Đây cà phê cô đây, cà phê sữa, nhiều sữa ít cà phê. Chú là nhất. Nhưng mà con mắt chú bị sao vậy? Tôi mới vừa mổ mắt, mổ cửa mấy mà. Ôi, đau mắt thì chả có đau mồm, vẫn nói được, vẫn nhiều chuyện được, tốt. Thế hôm nay cô chụp được nhiều ảnh không? Ở đây rất là nhiều cảnh nha, cây cầu này, rồi cây ao cá này, ôi, cái nào cũng đẹp hết. Chú, nhìn tấm này đẹp không? Ôi sao, đẹp đấy. Đẹp lắm đúng không? Vâng, ấn tượng lắm. Nữa đó. Thiệt, thôi cô uống nước đi. Ủa, Linh chưa tới hả ta? Ừ, chắc giờ cũng còn sớm. Thôi, anh vào quán ngồi chờ cổ đi. Em đi dạo, quanh một hồi chút xíu. Chú xem giùm con, cái này là cái gì vậy? Ôi giời ơi, mau. Hả? Như vậy là chắc có án mạng xảy ra rồi. Án mạng? Là chuyện thiết như thế này. Trước kia ở vùng này đấy, là vùng Đầm Lây, rất nhiều cá sấu. Nhiều người đi lạc đến đây đều không trở về. Đến khi đổ xô đi tìm rượt thì phát hiện những vùng máu đỏ, máu thấm vào đất cả trăm năm mà vẫn không mờ. Những ai mà thấy những vùng máu này, tất nhiên là sắp có người chết đấy. Thiệt tình cái ông chủ quán này, ăn nói bậy bạ hết sức. Máu me cái gì chứ? Anh Quy, em có tới trễ không? Không sao, còn 15 phút nữa ra sân bay vẫn kịp mà. Xin lỗi anh nha, em quên đồ, cho nên là quành về lấy. Không sao. Nhưng mà chị Quyền đâu rồi anh? À, nói với anh là đi ra dạo ngoài này tí xíu vô liền. Dạ. Em muốn cái gì kêu đi. Dạ thôi được rồi. Gì thế? Ngoài có người tên Quyền chết đó chú. Đi chú. Thấy chưa? Đã bảo có án mạng. Không lẽ truyền thuyết là có thật hay sao? Đúng rồi, đúng rồi. Mình không hề lầm lẫn. Quy chính là Nam và Linh chính là Cúc của hiện tại. Chiều nay chúng ta sẽ hành động. Lần này không để cho bọn chúng thoát được. Đến giờ rồi. Chị cũ ơi vậy? À, dạ. Lại gặp hai người ở đây nữa rồi. Bây giờ em tính đi lên cây cầu tử thần. Hai người có muốn đi chung với em không? Thôi, em đi trước đi. Anh muốn ngồi với vợ một chút nữa. Vậy thôi, em đi trước nha. Chào hai người. Thực ra nghe cầu tử thần vậy thôi, đó chỉ là huyền thoại, chứ không có gì đâu. Mà em đừng có nhớ chuyện hôm qua làm gì. Có lẽ là tụi nít nói đùa thôi. Bây giờ anh đưa em đi dạo chơi.
rồi xong rồi có nhiều ghế đó thông quan luôn. Anh ơi, em để tiền đến bàn anh ơi. Vết máu trên cầu, chiếc khăn quàng đỏ, tấm ảnh giấy máu, những lời hội thoại của họ. Bây giờ em tính đi lên cây cầu tử thần. Nam chính là Huy, Dạch Linh chính là Cúc, nhưng Cúc cũng chính là Quyền. Mình không thể lầm lẫn được, họ đã giết Quyền, nhảy vào chai Quyền để tạo chứng cứ ngoại phạm. Mình không hề sai, mình không hề bị ảo giác, đó là sự thật, và án mạng lại sắp xảy ra. Án mạng sắp đến cho cô gái đáng thương tên Ngọc Mai kia. Cô không cần phải gọi nữa. Không được, tôi phải gọi điện cho công an. Sắp có một vụ giết người xảy ra đó. Tôi biết, cô đừng làm hỏng kế hoạch của chúng tôi. Điều quan trọng á là cô cho tôi xin tấm hình trong máy ảnh của cô. Anh làm cái gì vậy? Cô không phải là Cúc, mà cũng không phải là Linh. Cô tên là Lê Thanh Tâm. Lê Thanh Liêm, anh đã bị bắt vì tội giết người và chiếm đoạt tài sản. Các anh nhầm rồi, tôi không phải là Lê Thanh Liêm, tôi là Nghĩa Hoài Nam. Anh không phải là Nam, cũng không phải là Huy, mà tên thật của anh đó là Lê Thanh Liêm. Hơn một năm trước, chúng tôi đã bỏ lỡ hai người. Ngày hôm nay, chúng tôi buộc hai người phải cúi đầu nhận tội. Chắc anh còn nhớ cô vợ quá cố một năm trước của anh chứ? Đó là Hồ Thanh Quyền. Mục đích của anh rất đơn giản. Anh đã tìm cách làm quen với Quyền, một cô gái từng bị trầm cảm, không có cha mẹ, nhưng có gia sản rất lớn và hợp đồng bảo hiểm giá trị cao. Anh cấu kết với lại Lê Minh Tâm sát hại cô ấy. Và hiển nhiên anh là người thừa kế duy nhất. Và đây, chiếc khăn này, chính cô đã dùng nó để gói viên gạch sát hại nạn nhân Quyền, để cho máu không bắn ra xa. Chiếc khăn đã thấm máu, cô làm rơi chiếc khăn bên vệ đường, vô tình đã để lại vết máu. Một cô gái đã chụp lại được bức hình này. Màu đỏ với chiếc khăn này á chính là vết máu. Sau khi sát hại nạn nhân, cô đã sử dụng quần áo của nạn nhân rồi cùng hắn ta trở về khách sạn để trả phòng. Với trang phục đó, cô đã qua mắt tất cả các nhân viên trong khách sạn dưới nhân dạng của Quyền để cùng hắn ta tạo chứng cứ ngoại phạm, mặc dù cô gái tên Quyền đó đã chết từ trước. Sau đó hai người đã xách vali đến quán cà phê trước khách sạn để tiếp tục tạo chứng cứ ngoại phạm với chủ quán cùng với mọi người xung quanh. Tiếp đó, cô trong vai Quyền làm bộ rời đi. Thực chất á, là cô quay trở lại hiện trường, thay trở lại trang phục của Linh, rồi thả xác nạn nhân xuống cầu, giả hiện trường là một tai nạn thông thường, để rồi quay lại quán nước á, trong nhân dạng của Linh, nhằm qua mắt tất cả mọi người. Còn đây là tờ giấy do chính cô báo trước cho nạn nhân ngày mình gặp nạn, mà nạn nhân lúc này chính là cô Ngọc Mai. Còn cô đã bị tình yêu mù quáng cũng như lòng tham mà tiếp tay cho tên chủ mưu này để thực hiện những phi vụ tội ác của mình. Mình dừng lại đi anh. Giết người là tội ác đó. Em không thể chứng kiến thấy bất kỳ một nạn nhân nào nữa hết. Em đừng lo sợ,
cơ hội sắp tới anh đã chuẩn bị rất là kỹ rồi. Sau vụ này hai đứa mình sẽ có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Anh hứa với em, sau vụ này anh sẽ bên cạnh em và lo lắng chăm sóc cho em đến suốt quãng đời còn lại. Bây giờ mời các người đi. Khuê, cảm ơn cô vì bức ảnh. Nhờ nó mà chúng tôi đủ bằng chứng để kẻ thù ác phải nhận tội. Không có gì đâu. Thực ra thì tôi cảm thấy rất là vui khi mình được góp phần trong vụ án lần này đó. Tôi xin lỗi cô. Vì thật ra lúc ban đầu tôi gặp cô trong quán nước á, tôi nghĩ cô là đồng phạm của bọn chúng. Thật vậy luôn hả? Nè anh xem, đây là toàn bộ số hình mà tôi chụp được trong vụ án lần này đó. Quang cảnh thiên nhiên thật là đẹp, nhưng con người đã vấy bẩn lên chúng. Tôi vẫn thường trở lại với hiện trường của vụ án, nhưng không muốn chụp ảnh và cũng không dễ tranh nữa. Tôi muốn lưu lại tất cả bằng mắt thường, bằng ký ức của mình. Câu chuyện của tôi không phải là ảo giác, cũng chẳng phải giấc mơ, dù tôi muốn nó trôi nhanh như một ký ức ảo giác trong cơn mộng mị của mình. Đúng như trinh sát Cường đã nói, cảnh quan thiên nhiên luôn tồn tại nét đẹp vĩnh hằng của nó. Chỉ có tội ác của con người là giấy bẩn lên chúng mà thôi.